thay đổi lịch thi đấu, lo lắng và yêu cầu của các cầu thủ. Chúng tôi vừa họp với FA tuần trước và Ran viết trên mạng xã hội ngày 7 tháng 8. Bất chấp những phản hồi trước đây của chúng tôi, giờ họ đưa ra nhiều đề xuất trước mùa giải mới: các trận đấu dài hơn, cường độ cao hơn và các cầu thủ phải hạn chế cảm xúc. Chúng tôi chỉ muốn có điều kiện tốt trên sân để cống hiến 100% sức lực cho câu lạc bộ và người hâm mộ. Tại sao ý kiến của chúng tôi không được lắng nghe? Theo trung vệ Pháp, các cầu thủ và huấn luyện viên đều lo lắng về lịch thi đấu dày đặc với quá nhiều trận đấu trong nhiều năm qua. VARAN nhấn mạnh lịch thi đấu đang ở mức nguy hiểm cho thể chất và tinh thần các cầu thủ. Dù vậy, ban tổ chức vẫn thông qua việc ngoại hạng Anh sẽ áp dụng quy định thêm thời gian bù từ mùa năm 2023 đến năm 2024. Theo đó, các trọng tài sẽ xác định tổng thời gian bóng chết do các sự cố gián đoạn như bàn thắng, ăn mừng, thay người, chấn thương hoặc chuẩn bị đá phạt và bù vào cuối mỗi hiệp. Mỗi trận đấu vì thế có thể sẽ kéo dài hơn 100 phút, thay vì 90 phút. Là cầu thủ, tôi vinh dự khi được làm công việc mình yêu thích hàng ngày nhưng tôi cũng thấy những thay đổi này đang gây hại cho bóng đá, và ràn viết tiếp. Chúng tôi muốn đạt phong độ cao nhất có thể và mang đến những màn trình diễn tuyệt vời để người hâm mộ ăn mừng hàng tuần. Tôi tin rằng điều quan trọng là các cầu thủ, huấn luyện viên phải nêu bật những vấn đề quan trọng này, để bảo vệ bóng đá và công hiến tốt nhất cho người hâm mộ. Trận tranh siêu cấp Anh giữa Manchester City và Arsenal trên sân Wembley hôm 6 tháng 8 là trận đầu tiên ở cấp độ cao nhất của bóng đá Anh áp dụng quy định mới này.